đội tuyển thứ 3 bị loại khỏi Euro 2024. Rạng sáng ngày 25 tháng 6, Albania nói lời chia tay Euro 2024 sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha. Đội bóng vùng Ban Căng chơi đầy cố gắng ở lượt trận cuối nhưng không thể tạo bất ngờ trước Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres khiến Albania chính thức nói lời chia tay giải vô địch châu Âu 2024. Sau 4 trận, Albania đứng cuối bảng, sau Tây Ban Nha, Italy, Croatia. Điểm duy nhất Albania có được là nhờ trận hòa 2-2 trước Croatia. Đây là lần thứ 2 Albania dự Euro trong 8 năm. Cả 2 lần, đại diện Đông Nam Âu đều phải dừng chân từ vòng bảng. Ở Euro 2016, Albania xếp thứ 3 ở vòng bảng nhưng không đủ điều kiện đi tiếp do không nằm trong nhóm các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trước đó, Euro 2024 đã nói lời chia tay hai đội tuyển là Ba Lan và Scotland. Ba Lan thua 2 trận đầu tại vòng bảng và không còn cơ hội đi tiếp, dù là dạng vé vớt. Trong khi đó, Scotland dù được đánh giá cao hơn Hungary ở lượt trận cuối lại để thua ở phút 90-10. Qua đó bị đẩy xuống cuối bảng và nhìn đối thủ nuôi hy vọng đi tiếp.